Ừ, một tuần là hút dịch mấy lần? Dèm 2 lần. Nếu 1 lần viên nên là hút 2 lần đi. Mà mỗi lần là hút dịch là hút 4-5 lít luôn á? Giờ có khi chục lít. Ui dồi ôi, ghê thế Có luôn á. giờ có khi là 7-8 lít. Ui Chứ cứ 5 lít là cái bùng nó to. dồi. Giờ có một đợt hút 15 lít. Con thương ba lắm phải không? Dạ. Con có sợ điều gì đó xấu nhất xảy ra với ba không? Dạ có. Con sợ điều gì? Là sợ ba chị. Quý vị thân mến, hôm nay Khánh đang quay trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình quý vị ạ, để thăm lại một hoàn cảnh vô cùng đáng thương, một hoàn cảnh một người đàn ông rất là bất hạnh khi mà lập gia đình, sau đó thì cuộc sống hôn nhân tan vỡ, vợ đi một đường và chồng thì một nẻo, một mình anh cạnh gà trống nuôi ba đứa con nhỏ. Và cho đến bây giờ thì không may anh lại mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể của anh tiểu tụy, và một cái điều đặc biệt là bây giờ cái bụng của anh nó trướng to như trống luôn quý vị ạ. Đấy, và chính vì thế cho nên là liên tục anh phải nhập viện để hút dịch ra, và mỗi một lần hút dịch ở trong cái bụng của anh ra nó lên đến 4 đến 5 lít. Nó cực kỳ nhiều luôn, khiến cái bụng của anh nó trương cứng lên, và không biết rằng là cái sức khỏe của anh, cái sự sống của anh có thể kéo dài được thêm bao nhiêu nữa. Nhưng hiện tại hai con của anh đang còn rất nhỏ, và thậm chí ở quê còn cả một mẹ già 90 tuổi nữa quý vị ạ. Rất là nghèo khổ, rất là đáng thương. Bệnh đã nặng, thu nhập không có, còn gánh trên vai cả mẹ già và hai con nhỏ nữa. Rất là đáng thương. Và khi mà Khánh chia sẻ câu chuyện này lên thì được rất là nhiều quý vị chúng ta đồng cảm, và cũng có gửi về cho Khánh những cái sự chia sẻ để giúp đỡ cho người đàn ông đáng thương này. Và sau 3 tuần khi mà chúng ta gặp gỡ anh, và đến bây giờ thì không biết rằng là sức khỏe của anh Long như thế nào rồi. Và chính vì thế cho nên là ngày hôm nay Khánh quay trở lại và mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Khánh đến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lên khoa nội tiêu hóa để chúng ta gặp gỡ anh Trần Thanh Long, thăm hỏi anh và động viên anh quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Bây giờ thì Khánh đã đến khoa nội tiêu hóa, huyết học lâm sàng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới rồi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh ra vào phía trong. Chào. Vâng, chào anh. Em hỏi Như không anh? hỏi anh đó. Hỏi anh Long á? Đổ anh Hả? đổ anh À. anh vừa gọi điện xong. Dạ, đúng rồi, em vừa gọi điện cho con của anh Long ấy. Hello, chào, chào anh Long nhá. Dạ, em chào chú. Dạ, chào anh. Xem đứng phía nào để trò chuyện với anh Long tí hả? Xem tí nào. Cháu gái. Dạ. Thùy Linh đúng không? Dạ. Thùy Linh hay Yến Nhi ấy? Dạ, Thùy Linh. À, Thùy Linh à? Ngoan lắm quý vị. Hôm nay, hôm qua Khánh có gọi điện cho anh Long để hỏi xăm tình hình sức khỏe thế nào, mà thấy con gái nghe máy giọng rất là rộng rạc luôn. Đấy. Người ta nói là nhất thần nhì thanh. Nhất thần là gì? Thần đây là thần sắc, là tướng mạo. Đấy, con người chúng ta là cái tướng mạo rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là cái âm thanh, cái giọng nói của mình đấy. Cháu có một cái giọng nói rất là chắc khỏe, rất là tuyệt vời nhá. Dạ. Chúc mừng cháu. Đấy, thế bây giờ trò chuyện với anh Long một tí này. Ừ. Sao tình hình dạo này thế nào rồi bác?
Dạ được trên đau mảnh à. Đau mảnh á? Dạ. Đau ghến cái này. Dạ đến vô cửa vô được hướng tôi là phải về về xong vô. Hôm nay úi giời. Dạ. Úi giời ơi. Anh Long anh đang còn đắp chăn được, anh thấy còn bình thường quý vị. Anh cởi cái chăn ra, những cái bùng của anh. Chỉ điểm 5, điểm 5 cũng không ngủ được, từ từ cũng được. Dạ. Tội nghiệp anh quá chứ này. Dạ phải chiếm, 5 phải chiếm. 5 phải chiếm mà. Chiếm 2 biến. Thế... Chết chặt. Từ bữa giờ về nhà lần mô chưa hay là vẫn cứ dạ, viện đấy? Về, về cứ về được cử tuần, hướng, hướng tục ngày là về cố trở lại. Vâng. Đây quý vị, cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy đây là anh Long, anh Trần Thanh Long à? Dạ, Trần Thanh Long. Ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Mà lần trước Khánh có thay mặt cho quý vị đến để thăm anh, để giúp đỡ cho anh Long. Và ngày hôm nay đến thì thấy cái bụng của anh vẫn như vậy. Quý vị thậm chí có những cái Khánh cảm giác nó còn căng hơn nữa. Bởi vì thấy cái vòng rốn cái chỗ này nó căng thế. Dạ, chưa căng lên được. Căng hơn đúng không anh? Dạ. Khó thở, căng lên hơn, đau xung quanh. Dạ. Chết thật, nghiệt quá rồi. Dạ, nó đã trúng trên điện thứ hai mà rụt đấy. Hả? Dạ, tôi trên trúng điện thứ hai mà rụt đấy. À, dạ, cứ một tuần là hút dịch mấy lần? Dạ, 2 lần. Đâu, nếu một lần viên đấy là hút 2 lần đi. À. 4 lần viên. À. Mà một tháng là đi 2 lần viện. À. Yeah. Một tháng là đi 2 lần viện. Dạ, cứ về đi về xong rồi Vũ. Vâng. Ăn nắng xong Vũ. Mà mỗi lần là hút dịch là hút 4-5 lít luôn á? Dạ, có khi chục lít. Ui dồi, ghê thế có, luôn á? Dạ, có khi là 7-8 lít. Ui dồi. Chứ cứ 5 lít là cái bùng lắm to. À. Dạ, có một đợt hút 15 lít. Gúp. Dạ rụt kia được đâu mà rụt 10 lít là em bị hít 3 ngày. Ờ. Lần sau thì rụt 15 lít thì cũng nghe mệt. Ờ. Dạ. Khiếp. Ta mà thử uống một lúc mà 1 lít nước thôi thì đã cảm thấy là dạ, nó căng lắm rồi. Mà bây giờ trong cái bụng của anh Long như này, quý vị chúng ta thấy có những lúc hút dịch ra mà 15 lít. Khiếp dạ, thế cho này. Giờ một sóng lưng mình ngồi dậy là cũng là cháu nó con phải cứ lít rưỡi, lít rưỡi 2 lít nữa. À. Khổ thế cho này. Bụng này căng như thế này rồi bây giờ khó thở lắm phải không? Dạ. Ăn ăn luôn. Thế thì làm sao để sống được, truyền gì cả? Dạ đến dịch khẩu không chuyên, ngày qua chuyên nhặt cái lò... Lò nữa. Lò thuộc cái lý. Giờ ngày đi lớn chuyên. Ăn cũng không ăn thế mà nó mà sống được. Vẫn ăn được, uống được đó. Cứ uống nước rồi thôi à? Dạ. Ôi giời ơi. Rồi đài tiền tiệu tiền đi lại mà ra. Dạ có con đấy đi theo dắt quên. Là vẫn dắt đi lại được á? Dạ. Đi dắt lúc giờ đi trưa. Từ ngồi dậy được không hay là phải dạ, phải con đỡ? Đi con được rồi chứ. Hả? Trên nặng quá, nặng cái bụng. Nặng quá hả? Dạ. Trường hợp mà Khánh có chia sẻ với quý vị về cái sự bất hạnh của anh Long đó. Trong một cái gia đình thì hôn nhân thì tan vỡ. Vợ thì lựa chọn cuộc sống khác. Đó, để cho anh Long một mình là gà trống. Gà trống nghèo, làm thờ hồ. Nuôi mấy đứa con nhỏ. Con mới bằng chừng này. Mà bây giờ phải xuống viện để chăm ba đây đó. Để xin cô nghỉ học mà đi chăm ba rồi. Hả? Nghỉ học, xin cô nghỉ học mà đi vô chăm ba rồi. Xin cô nghỉ học vào chăm ba hả? Dạ, mới kiểm tra học cầm dược cái sống. À. Không dạ, có ai đi chăm cả. Dạ. Cho nên là phải bắt buộc là phải đứa con nhỏ này. là xin cô nghỉ học để đi vào chăm cha. Khổ dạ, đi cho cô ở nhà là giờ vô đến một chặt. Ngồi bữa là hai cái chân nến rụt. Ừ. Giờ cái chân nó rụt lên, cái cơ nó bề đi cơ liền có cái đính được nữa. Ừ. Trời.
Bây giờ là hắn đau, hắn cũng rút xuống cái chân này, bây giờ mình đi cũng rất là khó khăn á. Dạ. Giờ đấy được đi nên căng thì hắn vô đường đi chân. Lên giữ thanh hai cái chân nặng. Vâng. Ngồi dậy cũng không từ ngồi dậy được. Dạ, mệt lắm, ngồi dậy rám lên, ngồi dậy mệt. Cứ nằm suốt ngày như này. Dạ. Thế anh cũng phải trợ với chứ không có nằm. Dạ trợ chứ. Dạ trợ là chiếm cái chân bồ ngắn đó buông đi. Thế bắt đầu trợ với đi xong. Còn nếu mà mình từ trợ nghiêng sang một cái luôn là không được à? Dạ trợ cũng rắn đi. Dạ rắn đi. Rồi đấy. Rồi, mọi người chúng ta nhìn thấy. Ui dồi ôi. Sao thế? Những cái mạch máu chúng ta nhìn thấy này. Tiếp theo. Ôi ôi, chân cạn hôm hoa em lắm rồi, không có chi đây nữa. Giờ mưa rụt rồi, em không đi được nữa luôn. Hả? Giờ mưa rụt rồi, tôi đã rụt rồi, em đi được nữa. Ồ rồi hả? Với trời, hai cha con nó bột, mà con sư bá chết. Con thì con bá sống với con. Thủy, chị à? Thủy Linh hả? Dạ. Thủy Linh, ngồi đây chú trò chuyện tí đó. Ngoài mặt lên đây nhìn thấy ba như này con lo lắm. Nhà khó. Rồi thế chứ này. Ngoài cái phóng là chỉ sư bá chỉ hả? Được ba đâu mà con nhân sư cái gì bái sư bá chỉ chứ. Ba đâu mà con sờ ba chết á? Dạ. Sợ thương ba lắm phải không? Dạ. Bà giúp chắc giúp việc được thì nó còn có mà ăn uống cái này khác. Chứ cô mà mài cái da rồi cũng phức tạp lắm. Bây giờ ba đau như thế giờ làm sao? Nhà chồng mệt. Cho con mong muốn điều gì? Con nói chú nghe để xem là chú có kết nối có được ai giúp đỡ gì cho con, cho cháu, cho ba không nào? Con mong muốn điều gì con nói chú nghe đấy. Thử con thương ba như thế nào con nói chú nghe đấy. Con thương ba lắm phải không? Dạ. Con có sợ điều gì đó xấu nhất xảy ra với ba không? Chắc có. Con sợ điều gì? Là sợ ba chết. Sợ ba chết rồi không ai nuôi con á? Dạ. Thế rồi lâu nay mẹ có quan tâm, có thăm hỏi gì con không? Dạ, cũng đôi khi. Cũng đôi khi á? Dạ. Ba đau như này là ba không có đi làm để kiếm tiền được rồi. Con đi học thì ai cấp tiền cho con đi học? Nhờ ba không cấp. Ba lấy tiền đâu cấp? Chóng hết á. Ba đau không đi làm để kiếm tiền được. Hỏi là ai cấp tiền cho con để đi học với cậu ba? Hỏi tiền đâu rồi con không biết. Thường thơ chẳng. Anh Long ơi, bữa đó là em đến á. Em thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ ít tiền rồi tiêu hết chưa? Dạ hết rồi, đi hai lần viện là hết. Đi hai lần viện là hết tiền rồi? Dạ. Dạ đi lần mua vô, đi một lần là hết 5 triệu. Giờ mua thuộc cái hộp với cháu rồi mua hai lô, cái lô thứ bạc. Cái lô nhỏ nhỏ tính đi. Cái cáo tính đi. Nếu mà chuyên vô thì hết cái dịch lâu ra hơn. Rồi mua cái thuốc uống, thuốc ngoài uống hết tiêu nữa. Thế rồi ngoài cái tiền mà hôm trước em thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho anh đó để anh chữa bệnh đấy. Dạ. Thì ngoài ra thì có ai giúp đỡ cho anh để mà anh có tiền để điều trị trong những ngày vừa qua nữa không? Dạ không, họ bố gia bảo họ bố cũng chụp ảnh cuối trong gia rồi mà họ cũng với bất bảo. À cũng có nhà báo á? Dạ. Báo gì đó? Nhà báo Quang Minh đấy. À cũng vô chụp ảnh để viết báo á? Dạ.
Mà đã giúp cho mình được tí nào chưa? Dạ chưa. À, quay lâu chưa? Chụp lâu chưa? Dường em tuần trước ạ. À. Dạ 4 năm tuần trước ạ. À, tưởng là họ đến chụp là họ động viên trước một ít rồi. Dạ chưa. À. Thì cũng hy vọng là bên báo của mình sẽ kêu gọi giúp đỡ cho anh được thêm một chút. Dạ. Để anh có thêm cái chi phí để mà tiếp tục điều trị. Dạ. Anh ạ. Dạ. Dạ. Thế dạ, còn hôm nay em Khánh đến đây thì anh có nguyện vọng gì không để em bày tỏ với các nhà hảo tâm nào? Thì em thì có nguyện vọng thì đúng là như em thì đau rồi. Dạ. Sức khỏe thì có. Thì như là muốn là như lòng hảo tâm của những nhà tài trợ rồi là các người làng xóm họ giúp đỡ cho em ít nhiều chứ có một phần đi đó thì em cũng là một phần nuôi con. Một phần là đưa ra đi viện nữa. Bây giờ đau ốm nặng như thế này, bụng thì trướng to như thế rồi, anh có lo lắng lắm không? Chưa có chứ. Có sợ điều gì đó không? Dạ còn sợ có, nhưng lúc sợ bật sắc một cái đi rửa đêm hôm với con cái dỗ cũng khổ. Sợ bất trắc một cái là bất trắc cái gì? Dạ sợ khi đột quỵ á, đột quỵ mà tử đi đó. Hoặc là mất đi á? Dạ. Rồi con không ai nuôi á? Dạ. Sợ thế á? Dạ. Dạ con là cái nó nhỏ quá. Đôi khi mình nghĩ rằng là có thể mình đau ốm rồi mình bệnh tật rồi mình mất đi cũng được. Dạ. Coi như là phó mặc cho số phận cho ông trời. Dạ. Nhưng mà nghĩ lại con đang còn nhỏ quá, mình nặng lòng đúng không anh? Dạ. Mình xót xa, mình thương con quá. Dạ. Mình đau thì đã nhiều rồi nhưng mà mình thương con thì nhiều hơn. Dạ, con nó nhỏ quá. Dạ. Khi mà nó đang quá nhỏ, nguồn sống duy nhất của mấy đứa nhỏ là anh. Dạ. Mà bây giờ anh lại nằm một chỗ như thế này thì thực sự là quá đau lòng. Khi mình nhìn thấy con cái của bạn bè, của cùng trang lứa với nó được ăn học đầy đủ, được cha mẹ yêu thương, thích gì được nấy, mà bây giờ con của mình thì lại phải xin nghỉ học để đến chăm ba. Mà nhìn ba đây bùng trướng to này, nhìn tiểu tùy như này, mình cảm thấy cũng đau lòng đúng không? Em rất là hiểu cái nỗi lòng của anh. Mà bây giờ mình cứ phải lạc quan lên anh ạ. Anh nhá. Cứ lạc quan lên. Thực sự là trong những ngày vừa qua Khánh cũng nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại của những người mà đã từng gặp những cái bệnh nhân mà bị bùng trướng to như anh như thế này. Đó, và họ có chia sẻ rằng là uống cái thuốc này thuốc kia, để uống cái củ này củ kia gì đó để có thể lành được. Em cũng có uống, em uống thuộc 10 đấy, em uống 10 lấy 1.6 với uống ở nhà ấy. Nhưng mà uống được khá nuôi vẫn trướng to đấy, nếu phải đi ra. Thì không biết rằng là những cái bài thuốc mà mọi người đã chia sẻ đó thì có hiệu quả với anh Long hay không? Có, họ cùng vô quấy trong nhà. Dạ. Họ vô quấy trong nhà rồi quấy ngay bùng biệt đi. Dạ. Thế là bắt đầu họ mà cũng hồi giống như chủ đó, hồi chẳng có tôi trả lời nữa. Dạ. Thế là cái này khác đó, họ ra thì họ gửi thuốc cố. Dạ. Gửi thuốc cố mới gửi tiền ra cho họ. À. Cứ họ ngay mà họ điện hỏi uống có từ là bụng của anh ra sao? Có xẹp hơn á? Có xẹp hơn. Ừ. Mà để cho những người mà họ ở đâu đó xa và có những cái bài thuốc dân gian ấy. Bài thuốc cây cỏ hoa lá gì đó bên ngoài có thể là chia sẻ cho anh Long, thì anh có thể nói rõ hơn về cái bệnh lý của anh mà hiện tại ở tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba này các bác sĩ người ta kết luận đó. Dạ, kết luôn là nó sơ gan đó. Bị sơ gan cổ trướng á? Sơ gan cổ trướng á, rồi nói là như mình ăn vô cái gan nữa, hắn cũng làm việc. Dạ. Được nữa là mình ăn trong cái nước dịch biến này ra đâu ngoài cái giá. Dạ. Chứ hắn cũng nuôi trong cơ thể. Dạ. Dạ rồi mua rồi hắn như mình cắn cái bùn này lên mình phải đi rút dịch. Dạ dạ. Đấy thì cũng chia sẻ để quý vị chúng ta được biết là bệnh của anh Long là bệnh sơ gan cổ trướng. Đấy cho nên là bây giờ cái bụng của anh nó trướng to như vậy. Và cũng nghe rất là nhiều quý vị có gọi điện cho Khánh chia sẻ những bài thuốc này thuốc kia. Thì cũng không biết là cái hiệu quả như thế nào, nhưng mà hiện tại thì bây giờ là anh Long đang rất là đau và bùng trướng mạnh quá,
cho nên bắt buộc phải nhập viện và phải đang điều trị theo cái phác đồ của bác sĩ đã, phải hút dịch đã. Để sau này nếu mà có duyên được quý vị chúng ta chia sẻ và hợp thầy hợp thuốc cái thuốc gì đó thì cũng rất là tốt anh Long nhé. Cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và những cái bài thuốc mà quý vị chúng ta chia sẻ đấy thì thay vì là quý vị chúng ta gọi điện cho Khánh đấy hoặc là gọi điện trực tiếp cho anh Long, vì anh cũng rất là mệt mà rất là nhiều người gọi đến cho anh thì anh cũng không thể nhớ hết được. Chính vì thế cho nên là rất là mong được quý vị chúng ta hãy để lại những cái chia sẻ đấy bằng những cái bình luận ở trong cái video này để Khánh, để anh Long và để những người thân của anh Long có thể đọc được. Đấy, hãy uống cái này hay hãy uống cái kia, và quý vị tốt hơn nữa, quý vị chúng ta có thể để lại cái số điện thoại của quý vị ở đó nữa. Để đâu đó là người thân của anh Long hoặc là bạn thân anh Long đọc được và thấy cảm thấy là nó phù hợp chẳng hạn thì có thể là liên lạc với quý vị để nhờ quý vị chúng ta giúp đỡ anh Long này. Dạ, cảm ơn. Vâng, vâng. Dạ. Đấy. Dạ, chúng đi gặp thầy gặp thuốc á. Dạ, dạ. Dạ, gặp thầy gặp thuốc thì xếp được rất được. Vâng, vâng. Dạ, hành rõ cũng được. Vâng. Hành rõ mà hành dỗ cũng được. Mà chúng xếp cái bùng ấy là hành đỡ dần hành hồi phục. Dạ, để cố gắng để đi lại được chút để mà, dạ. mà làm việc để mà tiếp tục nuôi con anh hả? Dạ, anh ạ. Vâng. Thế bây giờ nằm như này thì bác sĩ có nói là mình có nên thỉnh thoảng ngồi dậy một chút để cho nó vận động không? Dạ không. Không á? Dạ. À. Vì khí thì mình hạn chế thì mình trở. Dạ dạ. Thế thì bây giờ là tạm thời là cái số tiền đợt trước mà em thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho anh đấy. Dạ. Hết rồi đấy. Dạ. Lần này thì cũng có thêm một số quý vị nữa gửi tiền về để giúp cho anh. Dạ. Đấy, và đặc biệt là anh này cũng đang nằm viện nữa cho nên em cũng trao luôn cho anh để anh có thêm chi phí để mà mua thuốc mua men nhá. Dạ dạ. Dạ em rất cảm ơn. Nghe phấn khởi không ạ? Dạ. Đấy dạ, cháu Thùy Linh yên tâm nhá. Dạ. Hôm nay chú Khánh đến đây là có thêm các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ba tiền để chữa bệnh nhá. Cố gắng chăm ba, đồng viên ba nhá. Dạ. Đấy những lúc mà không ở đây chăm ba mà đi học thì cố gắng là chăm ngoan học tốt để ba yên tâm chữa bệnh nhá. Dạ. Ừ, cố gắng lên. Đó. Bây giờ em thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho anh thêm ít tiền nữa. Dạ. Để mà chữa bệnh nhá. Dạ, em rất cảm ơn ạ. Dạ. Đây. Hôm nay có các nhà hảo tâm gửi về cho em thêm 10 triệu nữa. Dạ. Để giúp cho anh. Dạ, em rất cảm ơn. Dạ. Để mua thuốc. Dạ. Lạc quan yêu đời lên, yên dạ. tâm chữa bệnh nhá. Dạ, dạ. Đấy, rồi cũng hy vọng rằng là bề trên sẽ cho anh một cái điều may mắn, có một cái phép nhiệm màu để anh có thể là sớm hồi phục, bùng của anh nó dần dần nó xẹp lại để mình khỏe mạnh để trở về để mà tiếp tục với cái công việc hàng ngày để mà lo cho con cái nhá. Dạ, em rất cảm ơn hai chú. Dạ dạ dạ. Dạ và các gia là học tâm. Vâng. Để giúp đỡ cho em. Dạ dạ. Trong những ngày đau ốm đau ốm. Dạ dạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ dạ dạ. Thử ngồi dậy em coi đi, nó ngồi được không? Dạ ngồi, ngồi tự để nó đỡ ra. Bố từ dậy hay là con đỡ được? Úi giời. À chà chà chà. Ôi da. Úi giời. Một lần ngồi là nó vất vả thế hả anh? Dạ. Ê chà chà. Ngồi đi là khó thở hơn không? Dạ có. Dạ khó thở nhưng vẫn dễ hơn nằm. À khó thở nhưng mà vẫn dễ hơn nằm á? Dạ nằm là được hẳn vô rồi ngược lên nữa. Hẳn dồn kiểu hẳn dạ. dồn ngược lên trên á? Dạ. Cảm thấy khó chịu á? Khó chịu. Thế rồi bùng mình trướng nhiều như thế này thì mình có phải đi tiểu nhiều không? Dạ uống lơi tiểu phải đi tiểu nhiều. Nhưng có khi uống lơi tiểu thì hẳn đi tiểu mới. À. Thế rồi đi lại bước đi thì nó chắc là khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Dạ cặn cãi nặng nề kia. À, nhưng quý vị chúng ta nhìn cái bụng như thế này chứ này. Sợ thế. Thôi em rất hiểu, rất thương anh. Cố gắng lên anh nhé. Dạ, cảm ơn chú. Cầu mong những cái điều may mắn nhất sớm đến với anh. Dạ. Nhá. Dạ. Thế thôi em về nhá. Dạ. Thế là hôm nay có chút của ít lòng nhiều mọi người giúp cho anh em mang đến. Dạ. Để kịp thời đồng viên anh. Nhá. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Em về dạ. nhá. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai chú nha. Chú về Thùy Linh nhá. Dạ. Ừ, cháu ở lại chăm ba nhá. Dạ. Ừ, chú cảm về nhá. Khánh xin chào tất cả quý vị nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Em về nhá.
Dạ, cảm ơn anh.